À, đừng để cho nữ chính chết vội nha. Chết vội có nghĩa là đừng chết vội, mình còn nhiều phần nữa, mình moi thêm nhiều cái bài hát hơn nữa đúng Nếu không? mà mọi người thấy ghét thì hãy hành hạ nhiều vào, thì cứ nghĩ gì mà hành hạ được thì cứ hành hạ thôi. Thì đây, ngay ở cái đoạn phân khúc đầu tiên luôn thì sẽ hỏi luôn về cái nữ chính này ạ. Cho em đoạn giây thứ 5 đến giây thứ 50 ạ. Cảnh ở cái tiệm giặt ủi này. Thì không biết là mình có thể chia sẻ là cái MV này mình quay ở đâu, và đặc biệt là cái đoạn cảnh giặt ủi ấy, cái căn phòng này em rất là thích. À, cái này là em nhớ là ở gần đường Âu Cơ, trên quận 11 nhỉ? Đúng rồi, là quận 11 ngay đường Âu Cơ. Nhưng mà nhìn có một cái cảm giác thì đấy rất là, chắc là do một phần là về góc quay với cả cái màu sắc nữa, nhưng mà cảm giác rất là hồi xưa ấy. Nó hơi cổ cùng một xíu. Thì chủ đích là vậy mà anh. Và đặc biệt là cái concept mà trong cái căn nhà này cũng rất là hay luôn đúng không? Nhìn rất là đẹp, không biết là mình set up cái này có lâu không ạ? Huy, tại vì Huy chỉ tập trung vào vai diễn, còn về set up là phải cảm ơn đội ngũ thiết kế, bởi vì là họ hình như là cũng phải làm trong suốt đêm để mà kịp tiến độ buổi sáng mình bắt đầu cảnh đầu tiên là cảnh này luôn. Buổi sáng sớm phải là vô cái tiệc gặp của đầu tiên luôn. Vậy thì có cái cảnh mà là anh cầm cái dây buộc tóc xong một tóc rụng ấy, có phải đấy là một cái kiểu điểm báo cho cái phần 2 là nữ chính bị bệnh hiểm nghèo này đấy. Đi thì ai có đang nghĩ là ủa anh ơi, có phải là nữ chính rụng tóc có phải bị là bị bệnh không? Bị bệnh không? Nhưng mà thật ra không phải là bị bệnh, mà là do là bạn này bạn làm việc quá nhiều á, tức là cái cảnh này cho thấy là hai người sự quan này quan tâm của anh dành cho cô gái thôi. Tại cái chi tiết nhỏ nhất cũng sẽ là người này quan tâm. Tại vì thường kiểu con gái mà cột cái cọng thun anh rất là dễ bị dính cái tóc của mình vào. Nên anh mới muốn mua một cái cột tóc xinh hơn để cố bớt rụng tóc lại. Bây giờ nhìn thấy những cọng tóc nó bị sót á. Bình thường ngoài đời mình có phải là một người tỉ mẩn. Mở rồi. Cần điện thoại á. Trời ơi, khác hẳn nhau luôn. Rồi mình vào nhập vai này là quá tuyệt vời đúng không ạ? Tiếp theo ạ, cho em đoạn cho em kỹ đoạn 21 giây đến đoạn 37 giây đi ạ. Là những cái nhân vật cameo ở trong MV này thì không biết là mình mời có khó không, và cát xê thì nó có cao không ạ? Thật ra là Khả Như và Quỳnh Lập thì cát xê rất cao ạ. Và đặt hẹn trước tầm 3 tháng để mà có thể mà có lịch của Khả Như Quỳnh Lập. Vậy luôn ạ? Đúng rồi ạ. Tại hai nhân vật này là hai nhân vật muốn là vai diễn của mình sẽ xuất hiện xuyên suốt MV. À xuyên suốt luôn, đúng xuyên suốt. Đúng ạ. Thì đúng như ý đồ của đạo diễn là rất xuyên suốt từ lúc xuất hiện đến lúc mất đi thì à, là cũng cứ phép phép nhẹ nhàng này không đúng. Phết nhẹ nhàng cho mình 3 giây mà họ vừa mới đâm đơn kiện bởi vì lúc mà kịch bản đưa xuống họ thì cảm thấy đây một vai diễn rất nặng ký và khi họ thấy sản phẩm thì họ cảm thấy nó hoàn toàn không có ký rô nào cả, nó nhẹ từ nhưng, mỏng đó. Nhưng mà đây là một cảnh gọi là kinh điển của MV key, đúng không key. Rất là key, bởi vì là khi cái ánh mắt mà mọi người thấy là kể cả Quỳnh Lập và chị Như diễn như không diễn, gương mặt một sắc thái một không phải một diễn viên nào cũng làm được đâu. Đúng. Khó lắm. Mà thực sự thì là em nghĩ là khi mà lúc đầu mà hai nhân vật này nhận cái kịch bản thì nghĩ là những cái nhân vật rất nội tâm. Đúng nhiều rồi. Cái suy nghĩ trong đầu, nhưng mà công nhận là chỉ với 3 giây này thôi thì đã thấy được cái nội tâm nhân thấy vật. Chưa? Đúng. Cái mắt. Để kỹ là thấy cái đoạn này là nín thở luôn á. Ánh mắt thì cũng mơ màng lắm đấy chứ. Kiểu đúng. Cho em hỏi cái gọi là cái mood của cái đoạn này là gì? Cái tâm trạng của hai nhân vật này đoạn này là gì ạ? Hóa đá. Hóa đá vì anh đẹp trai quá. Bởi vì tiền giặt ủi mắc quá. Nhìn em nhìn thấy quán giặt ủi rất là bình dân, nhưng mà tại sao mình lại chặt chém như vậy ạ? Anh không đấy, anh không biết rồi, đằng sau nó có một cái menu. Anh có biết là cái giá nó rất là mắc. Thời ngày xưa mà nếu mà cái giá đó là hơi cao cho nên là người ta cũng ngỡ ngàng. Nhưng mà chính ra là những nhân vật đến cái tiệm giặt là này đều là những người sang trọng. Đúng đấy. Đúng, công nhận. Chị mặc một chiếc áo cổ lọ, cổ bèo một xíu và cổ hoa bèo. hoa ren. Đó. Anh Huỳnh Lập thì lại make up rất nón kỹ, nha. Kể cái chân mày và cái má hồng rất kỹ. Có nghĩa là tiền make up cũng phải 500 đến 700 đến 1 triệu. Đó. Nói chung là tất cả mọi thứ đều thấy cái mùi tiền hết. Đó. Đúng. Mà thật ra nha, có một cảnh sau á, lúc mà cầm thấp tiền trên tay của Huy á thì chưa tới cho được chắc chưa tới 50 ngàn. Em hồi đó em đếm không tới được 20 ngàn anh. Toàn tiền 1 ngàn với 500 đồng. Mà các bạn giá sau lưng á, ủi một cái áo là 50 ngàn, giặt 180. Đó, anh thấy không? Đó. Đó. Có một cái menu, đó. Hay quá ha. Nhưng thì em hỏi trên tay mình cầm chưa đến 20 ngàn, vậy thì mình giặt cái gì ạ? Đây là tiền giặt ủi trá hình.
Thật ra là cầm đồ á. Cầm đồ. Anh cầm đồ ra được 20 ngàn vậy? Thì đó, đây nè, bà chủ nợ tới nè. À, đây là cũng đưa cho bà luôn. À, đưa đồ cho bà đấy luôn. Đây, còn nhân vật này thì sao ạ? Các C sao ạ? À, nhân vật này thì được biết là tại vì Nhi với lại Huy là cũng 11 năm á, gọi là đã có giao lưu với nhau. Và đặc biệt là ông Quang Thắng cũng là một trong những người bạn của Huy hay đá banh chung nữa. Ừ. Nói về đó là MV này hầu như là anh Thắng anh đầu tư vô luôn á. Anh mong muốn được góp vốn vào MV này. Hy vọng MV sau ông Quang Thắng, nếu mà anh có coi được đoạn livestream này của em thì hãy nhớ là MV sau em sẽ cho ít phần trăm lại, bởi vì anh cứ đòi 100% thì rất là ngại để lấy của anh. À. Nhá. Là anh Thắng cũng là một trong những cổ đông chứ. Cổ đông ở trong cái MV này ạ. Đúng rồi. Nhà đồng hành. Nhà đồng hành mà lúc đầu anh có nói đến đúng không? Chứ làm sao các bạn nghĩ đi, làm sao mà MV bơm tấn như vậy mà có thể đưa cả ông Thắng và Đông Nhi vào được. Đúng. Nó cũng phải có một cái giá trị chứ. Và những cái tên tuổi rất là lớn. Yeah. Và xuất hiện rất là lâu dài và thường kỳ trong cái MV này. Thể hiện được những cái tuyến nhân vật nó lạ. Đó, mà nó rất là hay, nó tôn vinh được cái câu chuyện này lên rất nhiều. Nhưng mà sau MV ai cũng nhớ nha. Đúng. Đúng. Đó. Cái đó thì tại vì là nó xuyên suốt mà. Nên là không nhớ cũng phải nhớ thôi ạ.